phía Bắc giáp với huyện Krông Búc, phía Nam giáp với huyện Krông Bắc, phía Đông giáp với huyện Krông Năng, phía Tây giáp với huyện Cư Mờ Nga. Đó chính là thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Hôm nay chúng ta hãy cùng xem quy hoạch ở khu vực này nhé. Tại thị xã Buôn Hồ có 12 đơn vị hành chính cấp xã và trực thuộc gồm có 7 phường. Thì nhìn quy hoạch 2030 của thị xã Buôn Hồ thì ta thấy quy hoạch hệ thống giao thông của khu vực này có. Về thị xã Buôn Hồ thì mình nối liền các tuyến quốc lộ huyết mạch của các tỉnh như là Gia Lai, Kon Tum với thành phố Buôn Ma Thuột. Nơi có hệ thống giao thông thuận lợi, đường ô tô đến hầu hết các trung tâm đông dân. Theo các tuyến quốc lộ 14, quốc lộ 29 và các tuyến đường liên xã, liên phường thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, dịch vụ thương mại. Đây là quốc lộ 14, là tuyến giao thông quan trọng kết nối cả nước hay còn gọi là đường Hồ Chí Minh. Đoạn chạy qua địa bàn thị xã dài 20,5 km, lộ giới của đoạn đường này đó là từ 5 đến 7 mét. Quốc lộ 14 vừa là giao thông đối ngoại và là trục Bắc Nam chính đô thị, khu vực qua trung tâm thị xã, đường đạt tiêu chuẩn cấp 3, miền núi chất lượng tốt. Còn đây là quốc lộ 29B, chạy từ trung tâm thị xã huyện Krông Năng và kết nối với tỉnh Phú Yên, đoạn qua thị xã dài gần 5 km. Và mình có cái đường tránh Tây thì đi qua thị xã ở phía Tây kết nối với huyện Cư Mờ Nga, huyện Krông Búc và thành phố Buôn Ma Thuột. Theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Buôn Hồ đến năm 2035 thì đường đô thị được phân thành các loại đường như sau. Thì cái này là một điểm chú ý, thì cả nhà cũng là một phần đáng lưu ý ha. Mình có là đường liên khu vực có tổng chiều dài là 44,33 km, bao gồm các tuyến đường như là Trần Hưng Đạo, An Dương Vương, Nơ Trăng Long, Lý Chiến Thắng, Phù Động Thiên Vương và đường Âu Cơ. Nhìn chung các tuyến đường liên khu vực này có kết cấu là đường nhựa và chất lượng cũng rất là tốt. Mình về phía đường chính khu vực thì có tổng chiều dài là 13,66 km, bao gồm các tuyến đường như là Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Trãi, Hoàng Diệu, Hoàng Quốc Việt và Hồ Xuân Hương. Ngoài ra mình còn có đường khu vực thì tổng chiều dài là 258,02 km, nhiều khu vực chưa được đầu tư và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm đường bộ cũng chưa đầu tư đồng bộ, nên là những khu vực này nó cũng cần có những cái quỹ đầu tư. Buôn Hồ được biết đến là thị xã duy nhất của tỉnh Đắk Lắk, nơi trọng điểm nắm giữ nhiều tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh trong nhiều năm qua. Với tiềm năng và nguồn lực sẵn có, thị xã Buôn Hồ được tỉnh định hướng phát triển lên thành phố thứ hai của Đắk Lắk trong thời gian tới. Và cùng với định hướng phát triển trở thành thành phố thứ hai của Đắk Lắk, cách Buôn Ma Thuột khoảng 15 km, tốc độ tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa của thị xã Buôn Hồ được phát triển vượt bậc trong vài năm tới. Một trong những điểm nổi bật khác chính là tốc độ phát triển kinh tế xã hội tại thị xã Buôn Hồ được ví như là kỳ lân của tỉnh Đắk Lắk. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, đặc trưng của vùng Tây Nguyên Nam Trung Bộ, phù hợp trồng trọt với những loại cây có giá trị kinh tế cao như là cao su, cà phê, cacao, tiêu, thì những khu vực này là đất trồng cây. Thị xã Buôn Hồ cũng được mệnh danh là tâm điểm của vùng chuyên canh tác cà phê nổi tiếng nhất tỉnh và được phân bố trải rộng ra các huyện lân cận như là huyện Cư Mờ Nga, Krông Năng, Ea Leo, Krông Búc với 100.000 hecta. Và đặc biệt tại Buôn Hồ thì mình nói đến đó là đèo Hà Lan, là một địa danh nổi tiếng ở Đắk Lắk với đỉnh đèo cao 800 m so với mực nước biển. Khí hậu ở nơi đây là ẩm này, nhiệt độ thấp nhất
tỉnh nên nơi này được ví như Đà Lạt giữa lòng Đắk Lắk. Hiện tại mình sẽ nói về một số phần mà chuyên gia nhận định thị xã Buôn Hồ là một mảnh đất màu mỡ dành cho nhiều nhà đầu tư bất động sản trong thời gian sắp tới. Giá đất của thị xã Buôn Hồ sẽ có xu hướng tiếp tục tăng cao trong vài năm tới, đặc biệt khi thị xã Buôn Hồ được chính thức lên thành phố và ba tuyến cao tốc như là cao tốc Phú Yên Đắk Lắk này, cao tốc Buôn Ma Thuột Liên Khương và cao tốc Nha Trang Buôn Ma Thuột sẽ khởi công xây dựng, thì cái khu vực này nó sẽ càng ngày trở nên hấp dẫn và khiến cho cái sức hút bất động sản của mình sẽ được tăng cao. Đó là những thông tin đáng chú ý của khu vực thị xã Buôn Hồ. Hy vọng những thông tin này sẽ hỗ trợ cho anh em đầu tư bất động sản thắng lớn trong thời gian tới. Hãy bấm theo dõi ngay kênh để xem những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.